Lâm TV xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc mừng anh chị và các bạn, đây là con đường Nguyễn Văn Học ngày xưa cũng như là con đường Nơ Trang Long ngày nay. Sau lưng chúng ta là giao lộ Nơ Trang Long với lại Nguyễn Văn Đậu. Đây là cái hướng Nơ Trang Long đi về Chi Lăng cũng như là con đường Phan Đăng Lưu ngày nay. Trưa nay Lâm TV mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi về một khu xóm mà mấy lúc trước Lâm TV đi mấy lần rồi chưa có đúng, đó là khu xóm Mã Đỏ, một khu xóm mà Lâm TV cảm thấy rất là thắc mắc tại sao khu xóm này đi mấy lần rồi mà đi hoài chưa đúng. Rồi rạp Văn Cầm nữa, thật ra hôm nay sẵn có dịp đi gần đây rồi quay trở lại chia sẻ với tất cả các chú anh chị những hình ảnh khu xóm Văn Cầm, hẻm Mã Đỏ ở ngày nay nó như thế nào ha. Đối với những thông tin thì hẻm Mã Đỏ thì chắc có lẽ thời ông bà, mình gọi là ông bà thì mới hiểu mới rõ, cô chú thì chắc cũng ít một phần ở trong khu đó thì mới biết ha. Còn cỡ độ tuổi như Lâm TV thì chắc có lẽ ít ai biết rồi. Và đây là con đường Nơ Trang Long, bên phải là khu bệnh viện Ung Bú, nơi cũng rất là ám ảnh cho thân nhân bệnh nhân. Bên phải có bệnh viện Gia Đình. Trước mặt chúng ta đó là trường đại học mỹ thuật, ngay con đường Phan Đăng Lưu. Chúng ta sẽ quẹo phải. Cô này có chạy chiếc xe ba gác đi lòng vòng các khu xóm để thu mua ve chai. Đã quẹo phải nha, quẹo trái là đi về chợ Bà Chiểu đó. Bên phải là bệnh viện Gia Đình, bên trái là trường Hà Huy Tập. Hà Huy Tập là tên ngày nay, tên ngày xưa là trường trung học cơ sở, trường tiểu học, hai trường luôn, cấp 1, cấp 2 Hà Huy Tập luôn. Tên ngày xưa thì Lâm TV quên rồi, tự nhiên đọc nhiều thông tin quá mà không nhớ. Nói chung ở vùng Gia Đình này thì có rất nhiều sách viết về gia đình xưa. Bên phải có trường Bế Văn Đàn, hội cụ giáo chức. Con đường Phan Đăng Lưu này đi tới ngã tư Phú Nhuận, cũng là con đường Chi Lăng của ngày xưa. Đây là ngã ba Hoàng Hoa Thám đi vô chợ Cây Quéo. Có rất nhiều cô chú anh chị rất là nhiệt tình theo dõi kênh, rồi cũng để lại lời chia sẻ cũng rất là chân tình ha. Lâm TV cũng cảm thấy mình cũng có trách nhiệm hơn đối với những nội dung này, mỗi khi đi đâu đó thì cũng đều quay lại để chia sẻ, việc up clip nó cũng đều đặn cứ 7 giờ sáng 7 giờ tối Lâm TV đều có clip mới, tại có nhiều của chú anh chị cũng quen cái giờ đó rồi, ra tôi cũng tranh thủ chia sẻ cùng với anh chị, giống như ngày nào chúng ta cũng được gặp nhau, cũng được chia sẻ, cũng được trò chuyện. Bây giờ đi đâu mà không quay tự nhiên cảm thấy thiếu, giống như mình phải có một cái trách nhiệm đối với kênh mang nội dung đường phố này. Kênh Lâm TV thì chỉ là những nội dung đi về những khu xóm ở các con đường thôi. Mỗi khi đi công việc đâu đó thì đều quay lại, chứ cũng không có
vấn đề kịch bản hay là đầu tư gì hết, nên thành ra không có cái mục đích câu view hay quảng cáo hay là vụ lợi gì đây hết. Bà con cô bác xem để lại lời nhắn là rất là hạnh phúc trong Plan TV rồi. Tới đây là khu vực mà ngày trước Plan TV tìm những địa chỉ xưa để gửi đến tất cả cô chú anh chị nè. Ngày nay ở đây cũng đã thay đổi nhiều. Bên phải có trường đường Lam Sơn, con đường Lam Sơn, khu nhà mặt tiền ở Phan Đăng Lưu này thì người ta đóng cửa cũng khá nhiều. Cây cối ở đây thì cũng được cắt tỉa gọn gàng. Ở đây ngã ba Nguyễn Văn Đậu, phía bên trái là trường tiểu học Đông Ba. Ở con đường này bán rất là nhiều xe máy, có nhiều cửa hàng xe máy giống như là con đường Gia Long ngày xưa vậy đó. Nhưng mà con đường Gia Long ngày nay thì không có nhiều cửa hàng xe máy bằng con đường Phan Đăng Lưu này. Để đi đến khu xóm Mã Đỏ, theo những chia sẻ của cô chú anh chị trong những cái video clip trước, Lan TV đi từ cầu Kiệu xuống, thì cô chú anh chị chia sẻ là hẻm Mã Đỏ, rạp Văn Cầm phía bên tay phải. Mấy bữa Lan TV tìm bên tay trái hoài, tìm hoài nhìn thấy không có thấy. Đó, hôm nay mình đi để quay trở lại. Hẻm Mã Đỏ theo Plan TV tìm hiểu trên mạng thì nằm ở con đường gì ta, con đường Duy Tân, mà cô chú anh chị lại có những chia sẻ khu xóm Mã Đỏ nằm ở cạnh con hẻm, nằm ở trong con hẻm cạnh cái rạp Văn Cầm. Nhưng mà không biết như thế nào nữa, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với rạp Văn Cầm. Còn thương xá Cẩm Vân thì ngày nay là cái trường cao đẳng kinh tế đối ngoại. Hai cái địa điểm Cẩm Vân với Văn Cầm nó dễ lộn lộn với nhau lắm, mà Plan TV hiểu Văn Cầm chắc chắc là cầm ca đó. Liên quan tới tới rạp hát này ha, dễ hiểu dễ nhớ. Cẩm Vân thì mang cái tên chắc là đặt ra thương xá, còn trước đó là gì nữa thì chắc có lẽ nhờ cô chú anh chị chia sẻ. Có nhiều thông tin lắm mà người thì nói thế này người nói thế kia, còn nên tôi cũng chưa có hình dung được nữa. Hôm nay thì đi lòng vòng ở đây để bà con cô bác ông bà cô chú nhìn lại ha. Mà đối với những nội dung xưa thế này thì chắc có lẽ ở bên tôi phải gọi bằng ông bà thì mới mới đúng với cái việc xưng hô theo địa danh. Địa danh này có cũng rất là lâu, có từ ngày xưa tới bây giờ luôn, thời Pháp luôn, niên 1940 mấy nữa. Ở bên trái có Hội Cơ Đốc giáo, ở ngay đây là ngã tư Phú Nhuận, nếu quẹo phải là con đường Võ Duy Huy, ở đây là Nguyễn Kiệm nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua bên kia là Hoàng Văn Thụ, đi về phi trường Tân Sơn Nhất. Đây em tao quẹo quẹo trái nha. Quẹo trái hướng về cầu Kiều. Thì theo lời chia sẻ của bà cô chú thì phía bên trái sẽ có rạp Văn Cầm, ngày nay là ngân hàng Vietinbank. Xe hơi quá trời. Ở ngoài đường giờ thấy toàn là taxi với lại xe dịch vụ không à. Xe taxi với lại xe Grab. Bữa ta đi bên kia đường nhìn phía bên tay phải. Hôm nay mình đi bên đây đường nhìn phía bên tay trái nha. Vietinbank chưa thấy. Và bên trái có chùa Giác Tâm. Đi thẳng hướng này là về trung tâm Sài Gòn đây. Không biết đi cái hướng này của chú anh chị nhìn có rõ không? Nhìn có hình dung được. Ngay đây là giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển. Bên trái là con hẻm 270. Bên phải là Nguyễn Trọng Tuyển nè. Hôm nay đi bên TV phải nhìn kỹ mới được. Để coi cái rạp hát ngày nay là như thế nào, khung cảnh ở trong xóm hẻm kế bên thì ra sao. Đây có địa danh Trung Nhất, Trung Nhì. Bữa mình quẹo phải vô cái hẻm 243, vô ngôi trường Trung Nhì. Tên là ngã ba Quỳnh Văn Bánh nè. Vietinbank đây, Vietinbank đây. Đây là cái rạp hát của ngày xưa đây sao. Quẹo qua Quỳnh Văn Bánh đi rồi nhìn lại cho nó rõ ha. Đi tới xíu bên tay phải có đường Duy Tân. Đây chúng ta đang quay trở lại đây. Ngay đầu hẻm bên kia có một cái đống đá vậy. Đây là cái rạp hát của ngày xưa đây sao. Giờ mình qua bên kia được không ta? Thấy sao người ta đổ nguyên đống đá ngay trước đầu hẻm luôn vậy? Hẻm ngày nay đang được làm lại hả? Chờ đèn xanh mình qua đường nha. Hẻm này là hẻm cùng. Đó, hẻm đang làm rồi.
hẻm kế bên cái rạp hát. Không có đường nào để vô. Mà trong hẻm đó chắc là cũng không có bao nhiêu nhà. À, vậy mà bữa bên này tôi tưởng đâu phía bên trái nè. À, bữa nay thấy được cái rạp rồi nhưng mà cái hẻm thì đang đang làm lại, đang đổ bê tông rồi. À, bên phải có trường cầu kiểu. À, đi tới là ngã tư Phú Nhuận. Rồi thôi, nó quẹo quay trở lại cầu kiệu đi về thôi. Nãy bên TV nói Trung Nhị, không biết có phải nói Trung Nhị không? Nó đúng là trường Trung Nhất, tiểu học Trung Nhất. Bên trái có đường Cô Bắc nè, rồi Cô Giang nè, ở đường Cô Giang thì có di tích mộ ông Võ Duy Huy. Phải là cái địa danh gì nữa để trống nữa, kiểu thiết kế giống như cái rạp hát đó. Cho ngân hàng thuê rồi giờ ta trả lại. Ở bên phải có khu chợ, chợ Phú Nhuận. Đường này thì rất là đẹp ha, nhà cửa, nhà cao cửa rộng không à, đường thì lớn. Ồ, quán xá thì cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà ngày nay người ta cũng trả mặt bằng bớt. Phải có cái hẻm gì đây, hẻm 41. Hẻm này ra Trường Sa. Trường Sa như tới đây là khu cầu cầu Kiệu, ở này cầu Bông. À, bên phải có đường Ngô Thời Nhiệm nè. Hôm nay mình đi lòng vòng khu xóm này. Ủa, cầu Công Lý chứ hả? Ủa,
không ta? Ra hướng này cũng đang đi lạc phương hướng. À đúng rồi, cầu cầu Công Lý. Bên phải có khu chung cư. Đó, chúng ta quẹo quẹo phải. À, ngay đây có ngã ba đường Cao Thắng. Đường Cao Thắng cũng ra chợ Phú Nhuận luôn. À, chợ Phú Nhuận thông ra đường Nguyễn Văn Trỗi này nè. À, hướng này là về phi trường Tân Sơn Nhất. À, rồi thôi chắc Volunvi tạm dừng cái video clip tại đây. À, và hình ảnh là vòng ngã tư Phú Nhuận đi tới rạp Văn Cầm. À, chia sẻ đến tất cả quý chú anh chị và các bạn. Hy vọng Volunvi cũng mang chút hình ảnh của Sài Gòn xưa đến với tất cả các bạn cô chú anh chị. Một lần nữa Lâm Duy xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.